Cái này nó mang dối rồi cô. Phơi khô hết ạ. Dạ. Măng do là măng như thế nào cô? Cho do vào đấy. Cho do vào đây. Nhưng mà sau rồi có phơi khô cong hết không cô? Kia người ta làm măng ăn. Nó giảm đi. Làm măng kia đấy. Cho vào trong này nữa này thành màu đen này cô. Màu trắng. Do màu đen mà vẫn thành màu trắng ạ. Rửa đi rau, lau thì nó là chua. À, măng chua đây nhỉ? Ừ. Cái măng này nó mọc cao rồi chứ. Thế còn cái này thì... Măng chua. Để ăn đều nhé. À, tí mình phải luộc ở đây cô. Nó măng khô à? À ừ nhìn nó măng khô thì mình phải luộc. To thế măng này. Nếu ở sáng rồi cô.